Chị xin chào ông bà cô chú anh em và các bạn. Hôm nay Thủy làm lẩu ăn ở nhà ơi. Đây, ở đây thì có tàu hũ với miếng thịt gà ha. Ở đây thì có tôm với cá nè. Đó, ở đây thì rau sống thì có bắp cải nè, rồi nấm bông gà vợ chồng Thủy hái về nè. Ở đây là gọi là gì ta? Bông cải. Ở đây thì có củ hành. À, vậy thôi cả nhà ơi, hôm nay chỉ có nhiêu đầy rau thôi. Đó. Hôm nay mình sẽ ăn lẩu như vậy ha. Và ở đây thì sẽ có cái nước sốt này, cái nước này nó gọi là Kaki á, cái nước sốt này của Nhật ha, để ăn lẩu. Nó là cái vị của cái con hàu này nè mọi người. Đó, thì mua về để thì mấy con hàu này về thì làm lẩu ăn á, mà chưa có đi bắt hàu mọi người. Dạo này lạnh quá không dám ra biển, chưa có ra biển nào. Đỡ thì ra biển ha, để coi đây. Rồi hôm nay chị sẽ ăn lẩu vậy ha. Rồi bây giờ xong rồi ha, thì bỏ vô vậy. Bây giờ thì cho cái nước sốt này vô. Ôi, nó đậm đà lắm mọi người, cái nước sốt này nè. Nó là cái vị ốc á, cho nên là nó rất là đậm đà luôn. Rồi thì cho nửa bịch vậy, thì cho thêm miếng nước vô, một hồi thì sôi lên là nó vừa ha mọi người ha. Nó sôi lên là mọi người, bây giờ sôi lên, bây giờ bắt đầu mở ra vô ăn thôi mọi người. Thơm ngon quá trời. Mọi người feed that, feed me the sun. Wow. You wanna put some chicken now? Daddy, look at him. Ngon chưa? Yeah. Để cho ngủ sạch tế vô hả mọi người hả? Thơm ngon. Dạ. Chị sẽ hồi đây, honey. Now, daddy hold the vegetable, mommy hold that, get picture. Ok, xin chào bà cô chú anh em và các bạn nha. Hôm nay ăn lẩu mọi người ơi, ăn lẩu nè. Lẩu cá. Thì có làm một chút gà vô nữa để cho con có thể ăn á. Tại vì khi con thấy ăn cá không được á, cho nên là làm chút gà vô nữa. Nhưng mà cá rồi. Ôi, ủi ngon ha nè. Try that đi. I think it's very dope. I just turned that fish. Ê hả? I eat tofu first ha. Thì xin mời ông bà cô chú anh em và các bạn dùng bữa với vợ chồng Thủy ha. Ôi nó sôi khói ùng ục ùng ục luôn. Ôi rất cay nha mọi người. Đấy rồi. Thì xin mời nha. Wow. À, nóng quá. Nóng. Ôi, tàu hũ sôi ùng ùng ục. Cá rồi nấm rồi rau. Đó mọi người. Ăn vậy thôi, ăn vậy nè. Ăn rau cải nhiều nhiều nè. Đó. Cải chưa? Xin mời mọi người. Ok, xin mời mọi người dùng bữa. Ăn thử mọi người. Đây là nấm mà. Để nó chua, chát đi. Em mới mời lấy bịch sót này đây đi. Bây giờ mời lấy bịch đá sót này hết. Ok. Để cho thêm miếng sót này vô mọi người. Nó không có đậm đà lắm á. Cho miếng sót này vô nè. Sót này ha. Rồi. You want to put chicken there for you? Shrimp in there for you? What do you want, honey bunny? Chồng Thủy đang mệt lắm mọi người, biết sao? Đi làm về á.
đi làm về á, trời ơi, ổng đi mua cái đồ sửa xe thôi nè, tay chân nè. Oh, it hurts. My shoulder's messed up still. Oh, cái vai bị đau mọi người ơi. Đi làm về á, cái ghé qua cái chỗ mua dụng cụ sửa xe đó. Đó, vậy cái xe bị hư, cái xe khác nha mọi người. Cái xe khác bị hư cho nên là ghé qua đó mua. Rồi mới về, để tay chân coi coi. Tay chân đầu cổ. So, you're kind of dirty. It's okay. I went and grabbed a head for the ranger out of the U-pull it because Yuki blew up the head. Ông nói con gái làm hư cái đầu xe rồi, bây giờ phải mua dụng cụ về sửa cái đầu xe đó mọi người. Cái chiếc xe của con gái thì con gái kế á, không phải chị hai mà là chị ba. Chị ba chạy xe á, bị hư luôn, bị cái đầu xe không biết sao bị hư quá cho nặng luôn. Ngon lắm. You want spicy? I want spicy, but I can't book in there. Được kia. I have an idea. I'll be back. Thì muốn ăn cao một chút. Thì muốn ăn cái lạnh nó cao cao một chút. Nhưng mà mọi người biết, ông bà cô chú biết không? À, thì chồng thì đi lấy cái gì? Chồng thì nói chồng thì có cái ID, good ID cho mọi người kia. Ông bà cô chú biết không? Tại vì nấu cái này ăn rồi họ con có thể ăn nữa mà thì bỏ vô cay cay á thì con thấy không có ăn được, cho nên là không có bỏ cay. Bây giờ đi kiếm cái gì chấm. Còn cái sa tế này á là không có cay, cái sa tế không có cay, chỉ có màu nó đẹp thôi à, không có cay gì á, cho nên là chồng thì đi kiếm cái gì chấm mọi người. Nó ngon. Spicy, you want lover? Huh? Em spicy be okay. They're just spicy. Đồng mẹ hỏi thì thích ăn loại ớt nào? Mình nói loại ớt nào cũng được, có miễn là nó cay là được. Là cay được hơn mặn hả? Ôi trời ơi. Đã quá đi thịt. Bây giờ thịt sẽ lặn giữa nhỏ xuống. Đậy nắp lại một chút. Oh. Okay. Nào nhỏ đây. Okay. Mix. A little spicy in here. Yeah. Cho cái sauce này vô. Wait a minute. Gì vậy ta đây? Sauce. Hey, good spoon. Make room to cook it. Cook it? Why? This is Pyrex. We can put it inside here. Really? Yeah. Okay. Look somewhere here for we can dip them. Put some sauce in here. Oh. Rồi. Để sauce vô. That's probably enough. Put some of this, that's sauce in here. Yeah. Ơi rồi. Nè. Rồi. One more. Rồi, được chứ ra đây. Như vậy đó. Alright. Why? A little bit of catfish in here. No. Why? No. Don't put catfish in there. No, I want to deep, but I don't want to put all in there. Oh, I want to cook some stuff in here. What? Yeah. Oh. Sit down, Daddy. I don't know if the chicken's sit down. Up yet. Eesh. Ăn cái này cũng... Hôm nay lấy lại giá xin không chịu vô á, á xin mới lại mà chịu vô nữa là thôi rồi, mệt lắm luôn. Ngồi chỗ này nè, mà hai chị không có chịu vô nha mọi người, chứ không phải không cho vô đâu. Không có cho vô là la làng lại sớm. Để nói là không có muốn vô. Cà hủ ngon quá. No, where the fish? Ui da, bể rồi. Ui da.
All right. I think it's done enough. Okay. Mấy con tôm. Mấy con tôm. Ôi, thích ăn tàu hủ lắm mọi người. Hai vợ chồng thì thôi dùng đũa bỏ vô luôn đi ha, khỏi lấy cái đũa khác, tại vì chỉ hai vợ chồng thôi. Còn nếu mà mình ăn với bạn quấy đó đi, bạn bè thì mình cho cái đũa khác gấp bỏ vô chứ không có được gấp chung. Nên hai vợ chồng thôi, không sao. Okay. Hmm? What, honey? I said, need more mushrooms. And my shoulder's starting to hurt. Okay, give me, do it. I'm just holding this damn lid up. Yeah, hold it. Ăn, thời gian, làm gì vui mọi người. Rồi, đây là. So good, because of it. Oh. Rồi, giờ bắt đầu ăn mọi người. Cá chín rồi. Tự nhiên bỏ đó ra đi. What? Yeah. Mm-hmm. A little bit. Probably a little bit. I got a bunch of cooking in there. Okay. Để cho một chút sốt cho ta chấm ngon mọi người. Put a bunch of stuff inside that Pyrex bowl to cook. Yeah. Mọi người biết không, trời lạnh á. Ở ngoài lạnh lắm, bây giờ ở ngoài đang lạnh lắm á. Ăn nóng chưa ngon. Ăn lẩu. Trời ơi, quá lạnh mà ăn lẩu rồi. Ngon quá trời ngon. Ồ, đã quá mọi người ạ. Thích cứ coi đó đi. Dạ. Xì. Nãy chồng thì nói rằng cho em quên lấy da cá ra rồi. Bức là hy lan. I don't know if it goes there anymore. No more. Ngon quá. Cái súp nước súp này mọi người. Cái nước lẩu này là ngon lắm luôn á. Nó vừa ăn dữ lắm luôn. Nó vừa ăn rồi là vừa ăn luôn. Nó không cần nêm nếm gì trơn á. Cái vị của nó rất là vừa ăn. Tại cái vị của nó là vị cũng dạng châu Á mà nè. Cho nên là hả, dễ ăn lắm. Okay. You digging all the golden chanterelles for tonight? Phải lấy nấm mọng gà màu vàng á. Để ra hoài. Để ăn lẩu hôm nay nè. Còn nhiều quá là thì sấy khô hết rồi mọi người. Ngon ơi là ngon. Say noise. What noise? That's what I'm asking. Give to me. Book that. Ôi bây giờ nó nấu sắc súng rồi nè mọi người. Đó, ngon chưa. Ở ngoài thì còn nước lẩu nữa cho nên là không có vấn đề gì. Cạn mình cho thêm vô. Như vậy thôi. Rất là ngon luôn. Grab some out here, lover. Hả? Sao kìa đi. Thank you, daddy.
Thank you, anh yêu. Hôm nay ông mệt dữ lắm mọi người ơi. Today daddy very, very tired, huh? Well, I got off work and I went to the wrecking yard. And pulled the head off an engine. Đó, mọi người nghe. Làm xong á, đi làm xong ra là chạy đi mua dụng cụ sửa xe. Mà cái chỗ đó đó, nó rất tiện lợi nha. Cái chỗ mà mua đồ sửa xe đó. Ây da. Ồ, đã chưa. À. Thấy mê ăn tàu hủ lắm mọi người. Ăn tàu hủ đó. Daddy, you want to talk more? You have? Okay. I have some from my hair, kind of spicy. Yeah, wow, that's good. Okay. Bây giờ cho thêm rau cải vô. Lúc mà mình ăn á, mình đậy lại. Cái chảo này của Thủy á, thì mua từ ở bên Nhật chắc cũng mười mấy năm rồi đó mình. Từ ở bên Nhật mà di chuyển qua đây luôn. À, chồng thì bị... Any of that chicken done yet? Huh? Yeah. Any of that chicken done yet? Yeah. Getting good though. Where? I'm fishing for it. Fishing for you... chicken. Huh? I said I'm fishing for chicken. Fishing for chicken. Dòng thủy đang câu chicken. Good? Okay. I close and... Ôi, ngon. Ôi, ngon. Wow. Cá mọi người ơi, cho cá vô nè, ăn một dĩa. Trời ơi, cái cá này. Quá. Đã hả? Ngon quá. Này. Ơi, forget I Má. Nãy giờ quên bỏ củ hành vô mọi người ơi. Trời ơi nó đã. I just saw it in there. Like, hey, wait a minute. Okay. I'm forget you, honey. I was just thinking, you know what'd be good in here? Some onion. Okay. Yeah. Eat a little bit. Mine's cooked and spicy. Mmm. Mmm. Cooked and spicy, it's good, huh? They go more on side. You go side. Mmm. Cobra. Maybe too hot, no salt or what? Okay, đây là bye bye. Ok, Thủy xin chào, cảm ơn ông bà cô chú anh em và các bạn ghé qua video của Thủy ha. Bây giờ hai vợ chồng Thủy sẽ ngồi ăn rất lâu lắm mọi người ơi. Thủy tạm dừng video ở đây ha. Xin thương Thủy cho Thủy một like hay một share, nhắn đăng ký ủng hộ hay nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua channel của Thủy. Chúc một mọi người, ông bà cô chú anh em và các bạn một ngày thật là vui tươi, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Bye bye. Đây đi, xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Không có thể. Xin cảm ơn tất cả mọi người. What? Too much. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Oh, that is ridiculous. That is good job. Ông nói nhiều quá mà ông nói được. Mọi người, bye bye.